Quý vị kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy Văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ C, độ ẩm 85%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 83%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 81%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 84%. Khu vực thị xã Hoa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ C, độ ẩm 84% mực nước cao nhất tại cò dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,80 đến 0,85 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, 650 đô la Mỹ một tấn là giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam. Đây là thông tin được Hiệp hội Lương thực Việt Nam đưa ra tuần qua. Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng mạnh. Kết thúc phiên ngày 4 tháng 12 năm 2023, gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 650 đô la Mỹ lên 663 đô la Mỹ một tấn, mức này cao nhất từ trước đến nay. Không tính năm 2008, giá gạo 5% tấm xuất khẩu có lúc đạt 1.000 đô la Mỹ một tấn, nhưng khi đó chính phủ ngưng xuất khẩu nên gần như không có thương nhân nào bán được giá này. Tương tự, gạo Thái Lan từ dưới 600 đô la Mỹ được bật lên 625 đô la Mỹ một tấn, tăng 8% so với tháng trước đó. Với hàng Pakistan, trước đây chỉ quanh 500 đến 550 đô la Mỹ một tấn, nay nên lát 600 đô la Mỹ. Hiện tại, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đang xuống giống vụ đông xuân vụ quan trọng nhất trong năm và chỉ khoảng hơn 3 tháng nữa là Việt Nam có thể tiếp tục trở thành nguồn cung gạo quan trọng cho thế giới. Theo thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Việt Nam có số lượng giống lúa năng suất chất lượng cao chiếm 85 đến 90% giúp đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đây chính là ưu thế của Việt Nam. Việt Nam đã và đang xây dựng chuỗi lúa gạo với sản lượng trên 43 triệu tấn lúa. Ngoài việc dành cho tiêu thụ nội địa, chế biến, dự trữ, Việt Nam có thể đảm bảo xuất khẩu 7,5 đến 8 triệu tấn tấn gạo. Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 11 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt con số kỷ lục với giá trị là 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,3%. Về lượng đạt 7,75 triệu tấn. Hiện, gạo Việt Nam được nhiều quốc gia như Philippines, Indonesia, Trung Quốc tranh mua với số lượng lớn vì chất lượng ngày càng nâng cao, nguồn cung dồi dào. Ngày 30 tháng 11 năm 2023, gạo Việt Nam vừa được vinh danh ngon nhất thế giới do The Rice Rider Mỹ tổ chức. Điều này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến hình ảnh gạo Việt cũng như việc xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, giải thưởng giúp Việt Nam khẳng định thêm với thị trường quốc tế và trong nước là tiếp tục mở rộng sản xuất các loại lúa giúp lượng cao cũng như tiếp tục nghiên cứu các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Qua đó, nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế cũng như thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, trong 11 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu gạo đạt 7,75 triệu tấn với giá trị 4,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,3% so với năm ngoái. Năm nay, Việt Nam có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.